Để chụp hình. Hai con chiêu thì biết hai cái chiêu nhỏ nhỏ đó, chiêu thì trong trong đó thấy có ba vấn đề là bài thì theo yêu cầu sách giáo khoa sách giáo khoa nhưng những cái bài như thế này do cái giảng bài chúng ta đi chúng ta học rất là ít chúng ta không cần học cách giảng. Nhưng về mặt kiến thức đại học chúng ta đều biết kiến thức này nó rất là quan trọng cho việc sản xuất hoặc là thực hành y khoa. Các kỹ thuật thực quản thì người ta có một số cái lý hay là quan điểm không? Nhất là cái vô trùng, kỹ thuật vô trùng chúng ta học rồi. Và hàm lý ăn của nó thì có rất nhiều thuốc và đặc biệt là cái đối tượng vô khuẩn thì nó là những cái đối tượng không sản xuất, đó là công ty, đó là bàn ghế phòng lớp, đó là máy móc thiết bị, đặc biệt là bây giờ đi qua thì đó là phòng mổ hay là khu lây nhiễm để kiểm soát vi khuẩn truyền lan như thế nào để chống cái ô nhiễm chéo, chống cái nhiễm trùng bệnh viện vân vân, thì cái khái niệm qua rất là thông thường, cần hết sức quan trọng phải dập dịch, diệt dịch, chống dịch bệnh, vân vân, để có thể khái niệm về kỹ thuật này cả. Cái điều thứ hai là thanh trùng là cái này có lẽ là đầu tiên là cho phát cho các minh nhân thanh trùng hay nhiều cái nghĩa là thanh sạch, thanh bạch là được nó sạch sẽ đi. Thì có nghĩa là một cái chế phẩm nước lượng mà được thanh trùng rồi có nghĩa là nó sạch, không có vi khuẩn, không có vi khuẩn độc và giới hạn được các cái vi sinh vật thì người ta kể cái ba cái nhóm nếu ký khi ký là nó khóc nó tương đương với số lần kiểm soát cái đèn thanh trùng thì nó tương đương với thuốc uống của chúng ta hoặc là trong thực phẩm trong bài giảng chúng ta cũng nhắc đến thuốc uống về cái khái niệm thứ ba là chạy ghế thì vệ sinh nhà cửa về nhà cửa vân vân trong bệnh viện. Cái điểm chúng ta hay nói sạch cơ học, sạch sinh học. Cái điểm trong trường hợp này sạch cơ học là chúng ta làm sạch cơ điểm, sạch bộ, sạch sinh học, sạch bộ cho nó có phần là vi sinh vật. Vũ khí sinh học thì phải bảo vũ khí sinh học là gì? Mang bảo tử ném vào người thư nhóm bảo tử gửi cho ai đó củng cố sinh học. Phân loại các cái phương pháp diệt khuẩn có mấy cách. Thứ nhất là gọi là hiệu quả trên khí như là khí đi đối tượng đi sinh vật nào là diệt nó tức là giết chết nó đi. Và cái khái niệm tiệt trùng thì chúng ta nói là khi mà đóng thuốc đóng gói kín là chúng ta tiệt trùng nhiều, thứ nhất là chúng ta dùng các nhân để diệt chết nó. Và vi khuẩn nó chết thì nó để lại xác, thì xác nó thì có thể gây cái hiệu ứng xấu cho thuốc và độc tố chí nhiệt độ kiềm hãm để đạt được những giới hạn. Thuốc tiêm trẻ tích nhỏ người ta được cắt cho cái chất này, cái chất của một khuẩn kìm hãm hay là giữ được trạng thái vô khuẩn nó giữ nó kìm hãm đây ở nghĩa là số không hay là ở cái dân số đã có được đã đạt được sự nhớ phát triển đấy hoặc là có số không thì trở thành cái kìm hãm kia đấy, cho đó là thuốc tiêu tiệt trùng được như là Cileo đó có tiệt trùng được cũng đó muốn kìm giữ nó cho các anh cho Cileo cả. Ở vaccine cũng vậy, vaccine được sản xuất trong một chương trình hết sức chặt chẽ, người ta vẫn cho cái đôi cho học môn trong những chất đó để bỏ vào loại bỏ đây thì ở đây nữa là làm nó ra thì cái phương pháp này nó rất là hiệu quả và rất hay dùng đó, nó lọc nhọc đặc biệt đối tượng không khí thì có
phương pháp là tốt hơn, cho nên phương pháp lọc tức là loại bỏ, đặt loại đó là phương pháp chủ đạo trong trong tình trạng cảm giác như thế này dễ hiểu được không? Lựa chọn phương pháp thì trước hết á, thì người ta luôn luôn phải chấp hành quy luật sản xuất. Quy luật sản xuất là quy luật 1/1000. 1/1000 có nghĩa là người ta làm một cái thử nghiệm 10 mũ 6 vi khuẩn, người ta dùng một phương pháp nào đó để giảm vi khuẩn xuống 0 và xác suất tìm thấy có thể là 1 con/1000 con thì cái xác suất đó được coi như xác suất an toàn, giống như là 4/9, 5/9 quy luật xác suất. Và mỗi phương pháp nó đều không chắc chắn, xác suất mà, xúc xác mà, ăn may mà. Quy luật thành công có bao giờ cũng có và bao giờ cũng có. Quy luật thì may mắn, một người quá giỏi thì bao giờ cũng tiêm tốn bằng may mắn mà. Bởi vì thực tế bao giờ quy luật thành công. Vì vậy về mặt thực hành, người ta khuyên bắt đầu luôn bắt đầu từ những cái phương thức, một phương thức từ trạng thái vô khuẩn tốt nhất, hay nói khác là người ta phối hợp nhiều phương pháp, nhiều pháp để cho cái xác suất vài cài đặt vài ba cái xác suất 99%, 4/9 thì nó sẽ trở thành một cái tuyệt đối. Với cái số vi khuẩn đang đạt như thế này, người ta sẽ có thể đưa vi khuẩn về 0 với một quy luật là người ta tìm được từ 10^6 vi khuẩn với cái biểu đồ xác suất sẽ theo logarit thì người ta sẽ đạt được một cái đường cong tiêu cân và mỗi điểm đó người ta tìm được cái xác suất. Và tại cái điểm 10^6 tức là 1/1000 thì quy luật đó nó tiệm cận 0. Vậy trong toán học chúng ta biết là tiệm trùng hay là vô trùng đó là số vi khuẩn bằng nhỏ hơn 1, là nhỏ hơn 1. Chúng ta biết là điểm đầu tiên là những cái quy luật toán học. Đấy là về mặt vi khuẩn. Còn về mặt thực dụng, về mặt thực tế thì người ta cho rằng sản xuất 1 triệu ống tiêm, sản xuất 1 triệu ống hôm nay có thể có 1 ống không vô trùng, cũng có thể hôm nay nó không xảy ra và 1 triệu lần sau nó mới xảy ra, hay là 100 lần sau nó mới xảy ra, có thể có. Cái điều đó thì ta thử hiệu quả của phương pháp. Học đơn giản nhất đây thì nghe người ta nói là xà phòng tiệt khuẩn trong 90 giây, bao nhiêu giây thì có tiệt khuẩn nhất hết là 99%, thì chưa là hiệu quả. Tiệt khuẩn phần trăm biểu thị là lớp thì lại cho lớp lúc đấy. Và như vậy thì người ta quan điểm là gì? Phòng ngừa và phối hợp nhiều phương pháp. Thì vậy CME đưa ra quan điểm phòng ngừa là chọn phương pháp như thế nào, chọn địa điểm nhà máy ra sao, và cái ngăn chặn ô nhiễm chéo như thế nào. Cái thứ hai là an toàn cho người tham gia sản xuất. Thì an toàn cho sản xuất thì lâu lâu cái gì nghe có thể nổ lời hấp, lời hơi hay là lời hấp tiệt trùng, đó là có xảy ra. Ngay bộ môn tôi cách đây mấy chục năm cũng đã từng nổ người rất may là không có ảnh hưởng đến người. Vì vậy thì các anh chị lên bộ môn thì cái lời hấp cũ thì không dám cho dùng, thì không có chứng an toàn đâu. Còn lời hấp vừa mua mấy hôm nay thì không biết nó sẽ được vận hành như thế nào. Thứ nhất là cái gì đấy có vài ba cái máy được để đấy nhưng không dùng được thì vấn đề an toàn. Ai mà biết được, đúng không? Bác sĩ. Đây thì học trai. Trước đây là chúng tôi, cách đây khoảng 5-10 năm trước khi nó cháy nhà đây, nhà bóng, thì chúng tôi vẫn là làm bình thường, vẫn là các em, vẫn máy móc là gì hết.
trong nghề nghiệp. Sau khi mà các cơ quan đến kiểm tra và bắt chấp hành thì thấy là hơi ngu ngốc, và có may mắn trong cái ngu ngốc đó, đúng không? Thì đã hiểu rồi đó. Nghĩa là tôi đi đâu ở đây không có đi dán trong cái chuyện đó, nhưng mà các bạn phải thấy để an toàn như người vậy, an toàn như người vậy, nói là cái phương pháp an toàn như người vậy, thì nghĩa là ta không biết là cái phương pháp nó không để lại dư luận, đó không để lại dư luận, đã không chết về chiếu cái trình như đó sản xuất đầu tiên mà đây là có thì có thể dùng nó sẽ lên. Còn cái này nãy tôi nói về đọc cái lên bộ môn rồi từ biển đọc cái bộ dây truyền thì trong đó có là dư lượng các chất mà đã dùng để tiêu quả. Rồi đến bộ môn ngay thì họ xử lý bao bì đặc biệt ở chai nước đó thì chúng ta cũng nhắc tới dư lượng là an toàn như người bệnh ở chúng ta dư lượng thậm chí hoặc là người ta cho chất không dùng một quả như muối như phở thì cho bỏ môn cho hàng khe cho tân khe điện đó thì mình biết là rồi những lý do thứ ba là kinh tế thì mà khi trời được dùng thì nó có những phương pháp như vậy và các cái đối tượng chúng ta chỉ cần phải đọc tài liệu thôi, tài liệu mà để xem thôi. Nên một môn như vậy sẽ có cái xử lý vào đường, xử lý vào đường. Học các cái máy, cái quạt, cái thực quản của một môn đã đủ giấy đơn giản thôi. Đã biết tiếp cận là chi tiết. Vấn đề bao bì, vấn đề chúng ta cũng không bao bì nha. Ở điểm cốt tiêm là điểm thì rất tiếc là điểm điểm do lý do những người vi phạm những chất lãnh đạo người ta ghép các chung nó không rõ lắm. Trước đây tôi soạn một tin luận chúng tôi để riêng cái bao bì cho cái phẩm vô khuẩn tiêu, vì vậy sau này ra Hà Nội thì ghép chung và trong cái gọi là bao bì cốt thì tìm tiên luận kiểu chuyên cho thuốc tiêm cái thuốc nhỏ mắt ấy, thì anh chị có thể gặp khó khăn một chút là cứ cảnh báo trước là tra tìm khó hay nó là một cuốn sách nó như là con người mà tra tìm hiểu nó từ bắt đầu từ một rồi nó cũng không phải dễ, không phải dễ, đúng không anh chị? Và thứ hai là cái cục đồ cái là làm ăn cho bê chưa làm ăn cho bê làm một rồi thì nó có ngôn ngữ khác một chút thì anh chị chỉ có đây xem bao bì thuốc thuốc tiêm là mắt phải tâm điều khiển chuẩn cái bao bì thuốc tiêm đó thì chúng ta thấy là cái bao bì mà đầu tiên người ta phát minh ra là bao bì chỉ năm thôi, chỉ năm thôi không đứng được thì nó nhiều hơn nữa để rất là lúc đầu non chỉ một đầu thảo một đầu đóng góp lấy bô bô thì cái gì dùng cái ống thứ hai cái gì đóng góp để được đặt thuốc, nó đứng được. Đây kiểu như thì đóng vào xi lanh kim tâm trên bộ phận thứ ba, le nó ra thì đóng bằng phương pháp nâng cấp để dễ đóng thì sao ta dễ trên máy, dễ trên máy. Ở đây ống điện nhỏ thì phải làm bằng tay, hàn bằng tay. Thì lên một môn hàn bằng tay thì cái gì là cái ống này. Miệng le đã tốt rồi, nhưng người ta nghĩ là nó hay hơn thứ là cổ bồng. Cổ bồng là khi người ta hàn thì giống như cổ bồng này, khi vận chuyển nó lắc thì thuốc nó có quy luật thế này, cái gì quy luật là đặc biệt giống đầu ngọn thuốc nó dính ở trên do cái quy luật áp suất và tác động bao quả. Vì vậy nếu cái đầu miệng nó hẹp như vậy khi thuốc lúc nào cũng có thể nó bám ở trên đó, nó bám ở trên đó cái sự phân lớp thuốc rồi cái tốc độ bốc hơi ở trong một cái khí quyển nhỏ như vậy nó xảy ra rất là quan trọng trong cái vùng của cái ống thuốc này và người ta xem cái độ ổn định vật lý và hóa học của thuốc cũng không được nhau.
thì vậy là người ta nghĩ rằng cách người ta làm cái cổ nó thông như vậy, thì người ta gọi là cái ống hoàn thiện này, là cái ống liệu le cổ bồng. Cổ bồng là để khi mà thuốc nó lúc khác này, nó tậm chí người ta mà làm đánh nó lúc khác luôn. Khi người ta cài, là ta phải có cái hình bắt buộc của người ta. À, thì luôn luôn lúc khác này, nếu mà nó đổ xuống, và khi dựng lên thì lập tức là nó có một cái hiệu ứng bao quả. Và theo định luật gì? Định luật gì cái gì? Định luật các đôi đi. Thì lập tức thuốc ở trên này không thể đứng vững được và bắt buộc phải phủ xuống. Giống như là sóng về vỗ máu nhưng mà vẫn phải sao ở cái kiểu như thế. Đó. Đây thì là cái là ống nhiệt loe cổ bồng. Chưa hết. Sản xuất nhiệt loe cổ bồng lại phải cái máy rửa hoặc là người ta phải rửa. Bên sau người ta sản xuất sạch. Nhiệt loe cổ bồng nhưng đóng kín được. Phải xử lý. À, người ta sản xuất thủy tinh sạch, thủy tinh trung thế ở trong một nhà máy và trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt. Vi khuẩn sống được không anh chị? Trong 1500 độ vi khuẩn sống được không? Trong người sống được. Và tất cả sản xuất trong bầu khí sạch thì người ta hàn kín này thì lập tức cái ống là hoàn sạch. Và người ta sẽ chuyên trở đến nhà máy sạch và cái máy nó tự động nó cắt đầu để nó bơm thuốc vào nó hàn. Và như vậy chúng ta có phải xử lý ống như là sạch khô vô trùng nữa không? Sạch thì phải rửa, khô thì phải sấy, vô trùng thì phải sấy. Nhiệt độ cao đã lên học thực hành chúng tôi là phải tôi thần chú đã biết nhất là tôi lên cái gì mấy câu thần chú để học của sạch khô vô trùng. Như vậy là năm cấp độ của tiến bộ khoa học như vậy, năm cấp độ của cái ống. Và dĩ nhiên vẽ này cái gì biết là gì, có khi người ta làm các cái ký hiệu logo gì gì hay là đặc biệt là đây nó còn cái gì người ta làm gọi là cái tinh cà như là sơn để là ô tô các sắt dễ gãy dễ bẻ. Cái cũng tiêu điểm đây hay là lò dành rút cao su để cái gì thấy cái kim đông khí cổ điển thì người ta lấy cái kim người ta chọc ở đây và như vậy nhiễm trùng bệnh viện rất xảy ra, rất dễ xảy ra do cái mũi tên tiêu truyền hay cái kim tiêu truyền ở trong điều kiện của tại bệnh viện là vôi sơ và sau này thì người ta không chọc kim như vậy nữa mà người ta tích hợp cái kim đông khí và chính trong bộ dây chuyển dịch cả nãy tôi nói cái kim nha. Người ta làm nút cao su này là người ta chọc ở đây rõ ràng người ta rất là mỏng cái vị trí này để chọc chọc kim và chọc đang chọc kim đo khí và chọc kim truyền thuốc. Vì vậy nên là môi chúng ta sẽ thực tập. Vì vậy chốt lại một câu là việc sản xuất cai lọ ống nút thì nó về thuộc về kỹ thuật bao bì, thuộc về kỹ thuật cơ khí công nghiệp. Nó chúng ta không có hiểu sâu ở đây nó tuy nhiên trước khi đóng thuốc chúng ta phải thực tập nó là nó sạch bề mặt. Tuy nhiên do là công việc chúng ta không tiếp xúc nên về được việc theo như là thể hiện chúng ta phải biết được quy định tiêu chuẩn chất lượng bao nhiêu là công an. Và như vậy có thể nói là với chế phẩm vô trùng nếu không có bao bì thì không hình thành đàn thuốc. Bao bì do từng đàn thuốc tiên ra đời nhưng mà đều được của hóa chất quy định ha. Vì vậy bao bì phải được thiết kế là rất thích hợp với đầu nghề chi và tiện dụng nhiều. Thì trong cái tiết dùng như này anh chị hãy nhớ rằng bao bì không phải chỉ là bao bì trong cái tiết đó chính là gì cái gì đó chính là cái bơm tiền. Năm trước nữa tôi có kiểm tra sinh viên liên tiếp anh chị hãy mô tả cái ống thủy tinh mà thầy chủ đã biết các thực phẩm
nhà xin lên vé, anh chị thấy vé giống cái ống thủy tinh mà kinh khủng, thật là vé cấu trúc nó thật là kinh khủng, vé kinh khủng đáng ra là có điểm rồi, không vẽ được mới là dở. Đây xin lên vé. Đầu tiên là đi lên đây là tôi lại đi vui trên đảo Long Lâm. Tuy nhiên hãy mô tả vị trí tiêm trên một tập đoàn là cái gì đã đi tập là cái giao ăn. Anh chị người vừa người ta bảo là giao ăn chứ không phải cái tiêm. Cái này hoạt động là phải làm chất lượng thôi, thì cái này không phải cái chuyên nghề của chúng ta thì phải nhắc cái gì có ý tí lúc này đó. Trong hoạt động kiểm nghiệm đó thì chúng ta có dàn kho này, chờ hoàn tất kiểm nghiệm chúng ta cho các sản xuất này đem vào thí nghiệm để đánh giá các nhãn xanh nhãn đỏ, nhãn đỏ cái giai đoạn nhãn xanh là được các sản xuất giống như là đi ra ngoài đường nhá. Xanh thì vẫn chạy ra ngoài đường đỏ thì khi đó đến họ thì chạy theo dành phép đó. Đây chúng ta nhãn nhãn chờ có nghĩa là chúng ta giám sát quy trình sản xuất và hoạt động và các cái thông số của môi trường thì trong bài giảng có nói rồi đó. Nếu có phòng kỹ sư thì chúng ta có thể đọc hết và nếu đơn giản anh chị đi thực tập thì anh chị đi hành lang anh chị thấy chúng ta có thể đọc đồng hồ áp suất hay nhiệt độ đó là cái kiểm soát quá trình. Và là em đi thực tập ở phòng kiểm soát chất lượng QAQC thì anh chị sẽ gặp những vấn đề kiểu nghiệm này hợp cho thực phẩm thì trong cái bảy tiêu chí mà chúng ta đã nhắc tới thì nó có ba cái kiểm nghiệm đặc trưng nhất của sản phẩm. Thứ nhất là sử dụng vô khuẩn ha, thứ hai là thử chất gây sốt trong thuốc tiêm. Thì nó có hai phương pháp, một là phương pháp thử tiêm thọ, cái này được tích hợp trong bài giảng cái phần này các chị được thực tập ở trong bộ môn dân lý thử cái hiệu ứng sốt gây sốt bằng độc chất tiêm những mạch bài thọ. Và cái phương pháp là sau này khi người ta phát minh ra thì chất chiết từ máu sang hay là chiết từ máu sang người ta có thể lấy lớn được hay là lớn sang nữa. Thế chị nào đã từng bắt được con sao hay nhìn thấy con sao tâm điểm thì tâm điểm là nó nêu cái phương pháp này. Đây là cái phương pháp nó cũng hiện đại không mới trong nước là cũng mấy chục năm nay rồi. Tuy nhiên khi mà hòa nhập GMI thì bắt đầu Việt Nam mới có tiếp cận với này. Và khi biết tài liệu tiếng Việt thì tôi cũng có tài liệu là cái biên soạn này tôi cũng có qua thì nó là giữ nguyên trong đó. Trước đây tôi định là bỏ ngoài nên mình sẽ thu vấn đề mới tuy nhiên nó cũng phải kể việc mới bảo chế thì chúng ta giới thiệu qua sao Việt Nam là Việt Nam có vấn đề đưa ra là thương hiệu Việt Nam gửi với hàng hay là tin là cũng có hiện đại nên thay thế được từng vai trò không có phải đúng hay sai cái gì cái này vừa đúng vừa sai đúng trong điều kiện thực tế nào đó tức là điều kiện GMI thì người ta đã kiểm soát chặt chẽ không có nguồn nào khác có thể gây ra cái hiệu ứng nhiệt độ mà chỉ trong số thôi thì trong nhà máy GMI người ta đăng ký luôn là kiểm tra chất lượng chất độc tố hay là chất nhiệt độ bằng phương pháp hay là này hay này. Còn lại trong điều kiện khác không kiểm soát được thì chuyên dân nhất thì vẫn dùng phương pháp họ. Và như vậy về mặt lý thuyết thì phương pháp này là không thay
dùng ăn cỏ để nó phát hiện mọi độc tố, kể cả không phải là độc tố vi vật nhưng vẫn gây ra một cái bệnh cảnh giống như là cơn sốt khí nhiệt độ. Thì trả lời câu này trả lời đúng cũng là đúng như trong phạm vi hẹp, còn sai được năm mươi năm phạm vi rộng. Chết rồi,
nhưng hôm nay không liên quan lắm, không không có học cả. Chứ thầy cũng là có học đó nghe chủ yếu mà dạ 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 công trình chúng tôi thì đương nhiên là như vậy rồi, nhưng là về độ trong thì nhắc lại một chút thì chúng ta đã lên được thành là thuốc tiên phải trong số những mắt rồi. Nhưng về mặt quy luật sản xuất thì người ta còn kiểm soát cái trình độ công nghệ lọc, tức là trong cái hệ thống lọc thì trước là chúng ta thấy có các thông số nào, một micromet nó được cài vào trong cái lọc nước 0.45, 0.22 là bao nhiêu? Không phải 0.1, và nếu cài là cái công nghệ mà đạt tới cái lọc 0.22 thì yên tâm. Và anh báo cáo trong hồ sơ nước đó, mà anh báo cáo danh sách thiết bị là có hệ thống lọc 0.22 thì lập tức anh phải đáp ứng được cái thế nào 2 đến 25 máy của em, có nghĩa là trong một mắt thường chưa là gì với máy cả. Và nên nói lên trình độ, và nên nói lên trình độ thiết bị, và nói lên kỹ thuật của hồ sơ thì không. Và đối với cái này thì nó rất là chạy cho các bé chỗ cả hệ thống nó lọc được rồi. Nhưng hệ thống đóng gói, hệ thống sạch của toàn bộ nhà máy để không có kéo bụi vào trong cái dịch sau khi lọc. Đó là hệ thống thải khí, phải khép kín oxy. Cho nên là tiêu chuẩn này rất chặt. Rất chặt là thì có 3 khu vực áp dụng. Khu vực thứ nhất là ngày xưa thì ở Việt Nam là công nghệ còn yếu lắm, còn trong số những năm vừa qua là công nghệ còn ấy, nhưng mà hồi tôi đi học những năm 80 là vào các nhà máy còn đặt ra cái chuẩn cơ sở như thế này. Có tiền có thể có bộ nhưng đừng có một bộ vài bộ nhưng đừng có một đen. Một đen thì mới loại, mà cũng không đen, có thế nào là không đen, có nghĩa là nó trắng trắng mà nhìn thấy đó, thì được không đó, đó tiêu chuẩn thấp như vậy. Đấy, tuy nhiên về mặt công khai thì phải trong một số trường hợp được đã có rồi. Rồi cái mức áp dụng thứ hai là cũng chẳng là áp dụng trong với mắt rồi, nhưng đối với thuốc tiêm truyền là có tiêm thể lớn đó, trên 100 ml thì bắt buộc áp dụng theo tiêu chuẩn này. Giới hạn là bụi bằng máy. Còn tiêu chuẩn khác này á, ví dụ là cái dây chuyền tiêm áp dụng tiêu chuẩn thì tiêm chuẩn Mỹ là tiêu chuẩn kinh khủng nhất trong bất cứ lĩnh vực nào về dược, ví dụ như là hồ sơ thuốc, bác về hóa dược, về độc chất, về tạp chất, về đồ sạch là tiêm Mỹ là kinh khủng nhất. Thuốc tiêm là thuốc tiêm và hay là giới hạn là bụi không thể không nhỏ hay là nghe kịp không? Thì đây là một trong ba cái kiểm nghiệm đặc trưng của thuốc tiêm vô khuẩn không khí nhiệt độ, đó là tiền đề sản xuất được đã học và chỉ bốn mọi vấn đề. Và sản xuất sạch thì mới đạt được cái sạch vi khuẩn, và sản xuất sạch là sạch cả bụi nữa. Vì vậy anh chứng sản xuất sạch thì tại sao anh không chứng minh được rằng anh sạch bụi nữa? Đó là logic của vấn đề, đó là vấn đề khoa học, đó là kỹ thuật, đó là trình độ kinh nghiệm. Lên đường môi ra cái việc học bước thao tác người ta còn thao tác này đang còn đang bị sinh viên của chúng tôi đây. Cảm ơn quý vị các bạn đã học đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại anh chị trong các bài tập và diễn công ty.